Xin chào, tôi đang đứng trước đây là chiếc Toyota Wigo phiên bản số sàn, bản đủ dung tích 1.2 lít. Các bạn có thể quan sát đây chính là Wigo 1.2. Toàn bộ cụm đèn hậu của chiếc Wigo này thì được thiết kế nổi ra hẳn bên ngoài. Cánh hướng gió phía trên tích hợp với đèn phanh trên cao. Cụm đèn sương mù của Wigo này thì chỉ mang tính phản quang thôi, còn chúng ta sẽ không thể bật tắt được. Tuy nhiên thì đây là một thiết kế khá là mới. Phiên bản số sàn này chúng ta cũng đã sẽ được trang bị sẵn hai cảm biến lùi phía sau. Đây chính là một cảm biến và đây là cảm biến còn lại. Phần cốp này thì chúng ta sẽ quan sát một chút. Cốp sau này của Wigo thì chúng ta sẽ không thể mở từ bên ngoài được, chúng ta không có lẫy. Bản số sàn này không thể mở được, buộc phải chúng ta phải mở bằng chìa khóa hoặc là mở bằng lẫy ở trong phía vị trí người lái. Đây là tổng thể cái phần thân xe Wigo số sàn. Tất cả đều sử dụng la răng đúc. Và nếu mà nhìn từ bên ngoài thì chúng ta sẽ không thể phân biệt được số sàn và số tự động, giống hệt nhau. La răng dạng đúc. Đèn xi nhan được tích hợp trên gương. Chiếc gương này thì có tính năng chỉnh điện, tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải gập cơ thôi, thay vì gập điện như truyền thống. Phần tay nắm cửa thiết kế cùng màu thân xe. Chiếc tay nắm cửa này thì cảm giác khá là nhẹ, rất là nhạy. Phía dưới là ổ khóa dạng cơ. Chúng ta sẽ cùng mở một chút. Đây là hàng ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai này thì cái phần cánh cửa này chúng ta sẽ tích hợp thêm cái nút lốc cửa Isofix. Với cái nút này thì các bạn có thể rất là an toàn khi chúng ta đẩy như này thì sẽ không thể mở cửa từ phía sau được. Và đây là một tính năng thiết kế an toàn dành cho trẻ nhỏ. Đây là phần hàng ghế thứ hai của chiếc Wigo, rất là rộng rãi. Mặc dù là có thiết kế ngắn hơn i10 khoảng 11 cm, tuy nhiên là các bạn có thể quan sát thấy cái hàng ghế thứ hai và cái phần trần xe rất là rộng. Đây là một trong những điểm cộng của Wigo. Và dĩ nhiên là với chiếc ghế như thế này chúng ta sẽ thoải mái trong những cái chuyến đi dài. Và tôi sẽ thử mở cái phần cốp sau để cho các bạn quan sát. Cốp sau thì chúng ta sẽ mở tại vị trí này. Đây chính là vị trí mở cốp. Bây giờ sẽ ra phần cốp sau. Đây là cốp sau của chiếc Wigo. Cũng không hề nhỏ đâu. Một khay để đồ phía sau dành cho chiếc xe hatchback. Và đây là phần để đồ của Wigo, cũng rất là rộng rãi. Như thường lệ ở dưới này chúng ta sẽ có lốp dự phòng và dụng cụ sửa chữa. Bây giờ cho chúng cùng lên khoang lái một chút để xem chiếc Wigo số sàn này có gì đặc biệt. Đây tổng thể khoang lái. Chúng ta sẽ có nút khóa kính này. Thiết kế trực quan rất dễ sử dụng. Cả bốn cửa đều là cửa sổ điện hết. Phần táp ly này nỉ theo xe. Và toàn bộ ghế cũng là ghế nỉ chỉnh cơ. Gương chiếu hậu chỉnh điện. Tuy nhiên sẽ không có chức năng chụp điện, cụp điện như tôi vừa nói. Dưới này chúng ta sẽ có một cái lẫy. Lẫy mở nắp capo. Phía dưới này là mở cốp sau và bình xăng. Đây là tổng thể cái tay lái Wigo này. Chúng ta sẽ có một chiếc tay lái giả da, mạ bạc, ba chấu, tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm. Đây là màn đồng hồ. Chúng ta sẽ cùng khởi động lên. Chung quy lại thì đây là một chiếc đồng hồ rất dễ quan sát. Chúng ta sẽ có 3 phần riêng biệt, rõ rệt luôn. Đây là tính năng giải trí của xe. Đài CD, một đĩa, 4 loa, điều hòa chỉnh cơ. Và đây là vị trí cần số. Hộp số 5 cấp. Số sàn. Chiếc Wigo này sẽ được trang bị hai túi khí ở các vị trí. Đó là vị trí dành cho người lái và vị trí dành cho hành khách phía trước. Hiện tại thì chiếc Wigo số sàn này chúng ta sẽ bán với giá khoảng 340 triệu. Và điểm đặc trưng của chiếc Wigo này so với đối thủ Hyundai i10 đó chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố của nhà sản xuất ấy, chúng ta chỉ mất khoảng tầm 5,16 lít dành cho một đoạn đường hỗn hợp và 6,2 lít dành cho
đường trong đô thị. Đổ đầy bình của chiếc Wigo này chúng ta sẽ mất khoảng 660.000 và sẽ đi được khoảng tầm 570 km, một con số ấn tượng đối với ô tô. Và đây là phần dàn đầu của xe, đèn chiếu sáng dạng projector dành cho cả số sàn và số tự động, đèn sương mù cũng đầy đủ, mặt ca lăng cỡ lớn. Chiếc Wigo này sẽ ra mắt vào 25 tháng 9 năm 2018 và có mặt trên tất cả các đại lý của Toyota trên toàn quốc. Mọi thủ tục liên hệ về tư vấn đặt hàng, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới. Xin cảm ơn ạ.